Là sao? Mẹ em có bị lắc không anh? Lúc em khóc như vậy mẹ em có bị lắc không? Anh ID 24 ơi, lên giúp cho em làm nhiệm vụ ngày mới với. Lên giúp em làm nhiệm vụ ngày mới với. Bình thường hả? Dạ. Giúp em với, giúp em làm nhiệm vụ ngày mới với. Mấy anh lên quà giúp Thanh đi à, Thanh sẽ nhảy. Hello cả nhà, Thanh chào cả nhà đang có mặt trong gom của Thanh nha. Từ đây là em không có còn chơi Zalo nữa, em xóa Zalo rồi. Em đã xóa Zalo rồi. Tôi không bao giờ còn chơi Zalo nữa, không bao giờ mà em còn tồn tại trên cái Zalo nữa. Em thấy nhiều người mà mình xem như là bạn, mình cứ nghĩ là họ bạn thật tâm của mình, nhưng mà mình cảm thấy buồn. Suy nghĩ nhiều cái thấy buồn á. Em xóa Zalo, em không chơi, em cũng không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai mà. Dạ em chỉ biết là em lên Bigo này em làm rồi em mất thôi, em làm rồi em mất thôi, em không chơi Zalo. Chung mà có nghe cũng chỉ là những lời nói dối thôi, nên thôi mà không muốn nghe mà cũng chả muốn mà người ta phải giải thích bất cứ điều gì, hoặc là cũng chẳng thích người ta phải nói bất cứ điều gì. Có gì đâu căng anh, cảm thấy buồn thì mình không tiếp xúc với ai nữa, cảm thấy bấy nhiêu đó mà mình bị tổn thương rồi thì thôi. Bởi vì người ta nói đúng một câu à, ngoài bản thân mình ra thì chẳng có ai thương mình bằng bản thân mình cả, chỉ có mình mới thương mình thôi, ngoài ra không ai thương bản thân mình cả. Họ nói được, nhưng họ lúc nào cũng họ thì nói được họ thì nói được, người ta thì nói được, nhưng mà người ta không có làm được. Hello anh Kevin, hello anh Tý. Ai nói ai ai nói cũng hay hết, còn làm thì không bao giờ làm được. Bởi vì tốt nhất là khỏi nghe người ta nói, khỏi nghe người ta nói, khỏi nghe người ta giải thích, mệt phiền, sống như vậy cho nó khỏe. Nói chung là em mất Zalo rồi, nên mấy anh khỏi ai nhắn tin trên Zalo cho em mà. Nói chung là vậy. Hello anh Hải Quân, hai anh Hải Quân, hello cả nhà. Em bị thua bay khay á, em bị thua nên em bị khóc, em không có chơi Zalo anh ơi. Em không có chơi Zalo. Không chơi Zalo lấy gì anh cho. Em cũng không có chơi Facebook, em không có chơi bất cứ cái gì hết trơn á. Em chỉ làm cái mirror thôi. Mày làm gì nói mặt mày buồn hiu vậy nè. Sao đứng gì vậy? Sao mày lắc vậy? Sao mày lắc vậy? Thôi được rồi đó. Được rồi. Like hả? Nãy giờ cũng không biết bao lâu nó quên này. Like lâu chưa? Nay làm được nhiệm vụ không?
Dạo này tôi làm cũng chán mà. Thiệt luôn á, hôm qua ngồi mà phát khóc luôn á má. Hôm qua ngồi like đến mức mà phát khóc luôn rồi đó, là bà biết rồi đó. Đúng rồi. Ừ, tôi thấy khó làm luôn. Ừ. Tôi thấy tôi cũng chạy không nổi rồi. Nói chung là bây giờ làm được bao nhiêu thì cứ làm thôi. Mệt quá à. Chạy theo mệt quá à.